Bà tăng ổ rùm tớ hào thá mạc buôn phò buồn. Khánh nế nạp bà lục cô ta đã thó thó đề miên bà thó đề bà cọp đời ông bà buôn bà miên mạc buôn phò buôn nụ biên mùi bà dương sốt được đồng xoạc khá tớ nế nè ở chăm dân tớ kê ta bà nây thả rìa xong nế bà kà nạ bàn mạc bàn phò nâng cư lúc bàn ôi chú mô thác ả rìa xong, cứ xong đọc phung phúc và đọc bật xa. Và xông bây tê cổ hóa, nè xông bây tê cổ hóa hộp ba sọc ba sạc để bàn xâm rách xô ta bạc tiệp phó và xâm rách ả rà hát tập phó lưng cổ nấu khu nóng ả rìa xong đầy. Nó mình thăm ở đá đấy nế. Nè cổ hóa, đôi chìa bạc ba sụt thô tình nế và nấy chìa bạc phút tập bây đá nấy bạc xa ma xàm phút lúc bàn xâm rách ả rà hát chia ả rà hòn chia ả rà hát nâng phẩm bí thường ngày và cả nấu cơ nóng chặt thá nấu cơ nóng ả rìa xong đây nè việc thá ả rìa xong ấy. Phần tế cơ hó cả nà bơ mình buông tế bàn xâm rách ả rà hòn ả rà hát tập hóa bàn tế phẩm bí thường ngày tế nâng phá rê nửa biên và nâng phá rê nửa biên ấy. Và phần tế bà thạ buông chia bị khô chia xa mà nế nâng bàn xâm rách ả rà hòn nâng cư dư ọ rồi hốt đoàn ổn phụ chân. Hay ả rìa xong nâng xa mà nế đại bàn xâm rách ả rà hát tập hòa lưng cả hào thá ả rìa xong đại mẹn đế. Nè nụ khăn ông tiết thà rìa xong nâng cứ mình trông tay phì khô tê. Nè đại hào thá nụ bàn xâm rách hào thà rìa xong nâng xông bay tê phì khô. Cái đây xa mà nế cái đây bò bùa rõ cái đây sẽ trây ổ bà sọc bà sạc cái đấy. Đại bàn xâm rách nâu nà mạc buôn phọt buôn nâng có chạc chô từ cái nông ả rìa xong. Chẳng hạt ả rìa xong nhu nhật trìa bởi nế. Hay xâm mát tì xong cứ xong đầy cầm phung tế và xích xa bà địch bạc. Và cầm phung thì xích xa bà địch bạc. Và nấu bà địch dạp thì thò cái đấy. Nà cầm phung tế bà địch bạc đầm bây cầm chát bằng nấu. Và ác cổ xa lầm mũi. Và miên lộp hạt tù xa mù hát rưu cả rìa kết tù xa mù ai chế đơn. Nâng hào ta xâm mạc tỷ xong. Nà xâm mạc tỷ xong nâng cứ ọt toàn bán. Và ọt toàn bán xâm rạch mạc phò thê. Cứ đồng ngũ cả miên ạ thma mùi đài. Nói nhật nhầm chưa được đó nế. Và mà nâng hào ta chô được nóng xâm mạc tỷ xong. Và xâm mạc tỷ xong vấn đế. Và rộp tớ xong. Và ta miên buôn ọng lần tơ. Và ọng cháy cái hạc bục cơ. Và bì ọng bì ọng hào cần nạ. Hay bà khăn ông vì nấy buôn ọng lần tớ. Nâng lục hào ta xong, phí khô xong. Tầng tế, khăn ông pra vì nấy. Bà phút tập bòi xa tầng lai đi môn. Và đi môn, nà xông đi môn. Và đôi chà xông đi môn, phải chào thị cá. Rồi có phát tố thị xa cá. Nà biết thật phát tố thị xa cá cứ phí khô rồi cả chào thị cá. Khu sốt đây chỉ nạc chặt cho anh nộp hót. Nà xôm lực rưu phát tế sạc kạ và chào tư ca khu sốt chất. Nà phát xong vì ông phì ông nóng tâu tự tuôn phát nâu kia than nó bọc nhầm. Đôi chứ này nà phì khô nó đại tâu một ông ở đấy phì ông bây ông ở đấy nó có nông bà vì nấy chô thực nông xong bàn tầng ơ. Đôi chứ này lô cà chà nóng gặp đây vế xong và vế xong nữa. Nà xong gặp phát và xong gặp phát á. Nà mình mến vế chia bốc cà lì thề bốc quà lê. Và phần đấy bà xin chơi dương thì muốn chấm chấm chấm. À nó có thể chơi bộ quà luôn nha. Nà tờ hình chân đó. À nên người ta. Nì dây nế người ta đầm bây nhận dụng bụt bà sát nâng. Và bài bàn dơ lầm phì biệt thá. À rìa sáng nâng xâm mạ tỷ sáng. Đào bụt bà sát dương bàn. À sát đập. Nục nông bị thịt bầm mìa kẹp bùi chía. Hay nục nông. À rà hòn, cái nông pra rà hòn. Và bà xa ma xa mput cái chìa pra rà hòn. Đại dựng hợp á. Bà rà hòn ta xa ma xa mput. Nè, bà ông trác đơn nâu nhây ở thò tầng phuông. Đòi rụt bây dùm bốc ếch miên cừu ở cha na. Bà đau bà ông lời. Đại chìa pra rà hòn. Đại bà ông trác đơn sọc. Nè, trác đơn sọc. Nè, tế pra rà hòn ế tiết. Lốp trác đơn. Lốp bàn xâm vay tổ tám ế tổ tiệ kia. Và ả rà hòn ổng khá lực phụ kế kháng bành nha. Đôi chìa bà xà rì bọt đứng miên ế tật thẹ kế kháng bành nha. Ấy bà xà rì bà mô kỳ liên lốt. Nà miên ế tật thẹ kế bà phụ kế kháng rứt. Nà mà hết thì rứt chìa đàm nế. Bà xây vô lý lực phụ kế rứt cả miên ế tật thẹ kế kháng liệp. Nà miên bà rà hòn. Đôi chìa bà rà hòn nâng cứ bà xà thay 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 thay
tao ta bục quân và tặng lại nâng cứ ban chùm ran tăng APA tớ và chùm ran ca thuê nô tiên sơ phiêu vô nia tăng phi cổ hòn nâng tớ và lúc ban thuê nô sơ bòi sật và lúc ban chùm ran nô sầm mát thị ban nô ụ bạch chà ra sầm mát thị nâng ạp bà na sầm mát thị lúc ban nô rụp bạch chiên rư cả rụp bạch chiên nâ hay lúc cấp đại nô sang vô chân nạ đọc giang thiệt nè nhiệt nhôm xích xa với thóm rồi nè sang vô chân nạ nó cứ cường đập nô kỳ lệ và cường đập nô kỳ lệ nó nè bà này ta bà rò hắn cứ lộ nô sang vô chân nạ nô kỳ lệ nô ụ bà tiên nô tàn hả tớp bàn hào tha bà rò hắn bà này ta lục chân ngai chạc sắc sật trâu phô cư kỳ lệ bà nhiệt nhôm sốt nô nông phút tạc quân nô nè à rò hắn nè trong bồ đề tâm thái ara hang pro pro ông ngài chạc sắc sắc trâu phô cư kỳ lệ prom tăng việt sna cư cai gia phải dốt nâng và chay phải dốt nè bà này ta phà ra hòn nâng cư lục ngài chạc sắc sắc trâu nâng cư kỳ lệ cư mía tăng lai nâng cư lục ngài phật hài ạc miền mô bạc phò đó là đo sân đàn chất rồi bằng lục thiệt tê ngài phật âm pi cai gia phải dốt và chay phải dốt đôi chia phà sàm ma sàm phút đó nâng bà này ta chia pra ra hòn để bọn chân ngay để ổ nâu cài ra phụ dục để chọc đời cài phụ prạc phụ prụt cài được bỏ dân hình thân chứ nế đôi chờ thầm áp yếu xin tàng thọ tế xin á đầy dân nế nế nè chọc đời đầy lược dân chân ca nạc nạc dây tớ lược đầy lân cử vi lân nhân tớ bò nạc là tớ dây dây nhạc múc nhạc mọt hình thân nế bò nạc là tớ người ta xin đầy vi cha nắng người ta tiền dây lân cử phai nghe nè nạc lá tình dây lắc cai tìm đồng nạc lá tình dây tích tự dân và nâng hào ta cai giáp và dốt nâng và chi và dốt hay nế à vây đời dân thuê chân lần nà nè ấy cái đời nế cứ ta nè bình chân đòi cai nâng hào ta cai giáp và dốt và cóp đòi cai hay và chi và dốt cứ việt cha đây này dây tờ đôi chân hãy bà xăm mà xăm phụt nâng lục ngay phút ông bí cai giáp và dốt nâng và chi và dốt thằng bí hai còn tế phía A-ra-hôn ấy tiết và mình toàn ở phó tế nâu chọp nâu chọp nâu chọp nâu chọp được chứ nâu dân đại dân xích xàm vì thọ tốt đừng thả ơ nạc là miền cài giang mích viê cha giang mích thọp mây mích nâu dân đừng thả nâu chọp đòi cài và phải dốt nâng vầy chạy phải dốt và đối chia và xa rệt bất đại lục thọp vì chiết dư hải thọp kết chia xóa nâ và cả nạ khơi thọp rồi có rộng quá ấy dân tớ cứ ta xóa nó lột và dân lột vậy nè đà tớ khinh nên lột vậy nè rồi dân lột nó chọp cây ra phải dột và chọp cây dốt cứ ta chân ca tớ đà tớ nà tam phư xe dân chân cá lột plik plik nên chân cá lột tịch tớ nè và hai chân cá nhôm nhôm khinh đà nè đà tam vía tam xe tam phẩy plik plik luôn chứ riêng một bọt ấy dân tớ nó mới chơi phải dột à và chứ mới chơi phải dột nó mới chơi mò chứ và đôi chân này hỏi dân các bài thả nếu vì chia thông mà chia và ca co sang được bao dân mà nuôi mình đẹp đẹp nắng cứ cất lên dù gì một hồi đôi chân này dân cả nhà bạn đang làm pi pra ra hòn lục nhà bạn pa đi bát và sơ samadhi nâng tay nhà vì pa sanh á nữa và samadhi chất và samadhi nâng cần samadhi cứ rút chát làm pi nirvana thọ đòi phật chất hỏi lục bạn phải nơi vipassana cứ cặp đại nô kể lại và cặp đại nô kể lại nó cứ lục cặp đại nô sang vô chỗ nào địch bàn lược lại những miền sắc cai dục tự thi vị chế cây chá xây lập vata paramasa và rồi hốt đó và rup và rup và riêng cái rup và riêng cái nâng áo vị chia chỉ trong cày và áo vị chia đi cầm bù khác chỉ trong cày cái nè áo vị chia xịt đây lượng ngon ca mình đơn ca mình do lớn mình nghe đó nè nè sắc cái tia kia mí ở tận on á to té à ra hạt tập hóa tụp on đầu mùa hạ tụp on đầu à vị chia trong cày và được chưa thấy cá ban đầu bọc ra đầu hòn nó cứ chia cún được thọ đọc phong bọc thay thay đấy dường chia một thu chân nó cứ rút bùi chia và rút bùi chia được chưa thấy tôi chia ra đầu hòn nó chia sốt khao vịpa sắc cá nó có chia cún bẩm nách môi đặt thay thay sốt khao vịpa sắc cá nó cứ ban đầu lúc ta bị bắt là ban nô sơ sát đòi sơ đòi samadhi đòi panya đòi vipassana samrat chia arahat chia
ban nô sukha vipassaka nó đôi chia chakku ba là thế và lục ban nô arahat arahan chia sukha vipassaka nó cứ lục phật lại bằng nô kiền lệ sút ao nô kiền lệ và ao nô kiền lệ và tăng mười phần pram rồi giờ đến nữa và ban đây ta kiền lệ nó cứ lục ban ao là ngay chạc sắc sắc trâu phu kiền lệ nó ao hay còn thế sukha vipassaka nó cứ lục lục đứng lục dơ làm pi ariya sai cha thằng ao nữa và bạn ấy phá rõ hắn cứ ta lục thlu nấu ả rì yết sạch chá thằng buồn thúc ở sạch chá và ấy khá rõ bạn ấy xa lì nạc xây xa lì ná chấm á ả rì yết sạch chá buồn nữa và ấy khá hả và dạng ấy và thì muối thúc ở sạch chá nữa là chạp thlu nấu là sạch chá cứ sạch đầy thúc ngày đó thì sạch chạ thì phí và sầm mút thì giác sạch chạ và chạm thlu và nấu hết để nằm ở cả tục và hãy thì bấy để rốt là sạch chạ và sạch chạ cứ xịt đầy rồi lót là nấu xịt đầy thuốc tầng lại tầng phuồng và xịt đầy rốt nó tan hả mà cả sạch chạ cứ sạch chạ này phô ca bà địch bát tổ tám ông mát phẩm bay bởi chứ nếp ra ra hòn tầng lại nó cứ lốt chạm thlu nấu ở đây sạch chá thằng buồn và này ta nữa để dùng sạch xa nấu thó và miền bầy giang và bật thó miền bầy giang và tì muối bà đi giặt thó tì bí bà đi bà đi thó tì bấy bà đi vết thật thó và thó bầy giang là dùng nục nông thó ô tùm băng và thó ô tùm băng mê thom nâng miền mán và dùng nhóm bà kà ná xôn thoai bằng công nấu bà thó đa bà xá miền bí bà ca và miền phi bạc cá cứ là prapariyati thọ nâng pranapalokotara thọ và pariyati thọ cứ đó thọ ấy là và ban này ta thọ nè để dâng tặng ọc này và Phật tử bảo sát tặng ọc này nâng cầm bông tới sách xa riêng sốt nè cầm bông sách xa pravinay cầm bông sách xa rương rao prasốt cầm bông tới sách xa no pravitham cầm phong để xét xa và lấy cầm phi để ca nâng nâng lục hạ tá bạ để giặt để thọ ca na xét xa rồi hơi cầm phong để xét xa nâng này nhiệt nhôm và dân là lâu dân dân phiệt cho đó là lâu khinh nhiệt nhôm xét xa phi áp vị thóm à này áp vị thóm chật chết tật sắc rụt nửa phiên nâng là xét xa nô mà hà của sao lên dân tâu á của sao dân đâu nâng hay xét xa nô rụt bà chiên nô rụt bà chiên nâng dân nâng chật chết tật sắc nâng bởi cho nó cả đại cầm phong sách xa riêng sốt tầm tình vô chăm chứ à nâng hào thả ấy và hào thả ba đi bạc ở hào thả ba đi giá tị thọ nè ba đi giá tị thọ cả ná sách xa ông phí chất và sách xa ông phí chất giang ná và chất mà rồi mà phây muối dân đừng rồi cháy nữa mà hà của sao giang ná và dân miên ca ba đi bạc tiến nữa và ba đi bạc và tăng phi bốn như kia để giao thu tăng đọc tiện sơ phiêu vô nia dịch đám và cá ba địch bát chấm ra nâu sơ sơ thị và bò địch cam phiêu vô nia dịch đám và cá phì chá ra ná nâu vipassana và cá chấm ra ná phì chá ra ná nâu vipassana cá chấm ra ná bò địch cam cá bạc cùng phung thuê nâng và nâng hào ta ba địch bát thì thò thò để ba địch bát và cầm phong tập bài bát đó nữa và để nhiệt nhôm Phật Bà Sát cầm phong sách xa cầm phong ở dân riêng ở dân sắp cho nữa vì nó có đồng bài bài bát ta và hãy đọc sắp bàn đừng hỡi hãy dân bài bát nó có đồng ca thua tiên giang ná sơ giang ná nó bị chô từ đồng bài bát nó cứ mình toàn đừng thập bàn đưa mình bàn đấy đôi dân cầm phong riêng dân và cầm phong riêng hay cầm phong an ở vọt đó nữa và an ở vọt là miền bọc bì sốt miền experience và các đồng ca thua dạng này dạng ná nữa anh đã vọt thua ca nghe nâng hào ta bạc bạc đào việc chênh chiếc phôl đào dương anh đã vọt cây ca tầng lai nô phâu lột nữa nè phâu lột nâng với trâu và phần lật ấy chênh môi và chênh ấy chân nữa và khang pết nè có phần lật tới chênh khang thân năm pết ô sật pết phía ba chân nữa và nâng phần lật chênh mờ phần tế nó có đồng bật thó và cứ ta bạc bạc nếu sơ sơ mà thi bài nhà nó chùm rãnh mạnh tên là chùm rãnh khang ấy chùm rãnh phô chất dưỡng nè và chùm rãnh phô chất chùm rãnh khang bài nhà nó nè và kiếp ở dưới đó nè và priệp đôi chìa
chấm rành và chấm rành và thô tầng lai nữa. Lâu dân người ta cái chấm rành giang mấy và thô tầng lai cường miếc. Này nhật nhôm đừng nói cường miếc cần mong bì ấy mong bì ấy. Và cường miếc cần mong bì thmó cần bì thiệt đầy đó. Này cần mong miếc vì thiệt rồi bao viên á. Này miếc cứ chỉ thiệt đầy. Và bởi chỗ này cứ là nét đai miên chấm nhía như là vi sạ con nó cái chấm rành và cường thmó rồi cả ốp con nó hốt ba tranh tôi chiếm miếc tức đọc tiền mẹ là tức bự tức bầy đó nữa và hãy đã được chiết preng đong chứ đong nữa và preng đong muốn tôi chiết preng đong cứ trâu tè giờ đong cha nữa và nhận nhôm đại cha thực preng đong đấy và nhôm khang nhôm kim nhôm và xưa tới đóng sao tới cha nữa và khang bát tầm bong khang phong cha mà nắng nữa và bây giờ này đong nắng cứ ta đong cha nữa nè nắng cứ ta và cái cát cái pu nè chặt thực trên đây có đồn tiệt nữa nè do mẹ đang khnóc thế nữa nè khnóc có đồn và có đồn ấy với trên tôi chia và có ruồi thay nó cứ kỳ do phu tiệt bởi vì đám đặt mà khánh cái phu đầy đấy mình chứ nhé và phu đầy nó trên tôi chỉ tiết đồn và làm thế kỳ do ạc tiết đồn nó thuế chỉ tức nè tiết nô mà cầu nè tiết nô mà cầu còn tế và rồi có chấm huy thuần nông mê dân tâm và ạc thị đồn lắng nế và chứng anh hãy kì do ạc cạc nè cái hào ấy đây cạc đồn lắng tiết đấy nè khá kì do hộp tiết và vì chứng anh đây và lì xì con tình tình tâm đấy nè và nếu được chứng hãy kì thị đồn để kì phút tâu hơi nâng kì do tâu và do tâu dụt tức mà chứng năng nâng và đâm với rùm ngó vía và rùm ngó ạc thị nâng rồi hốt đó và vì ở à chết chết cái tiếng chứ nghe tôi chưa preen đồn và tôi chưa preen đồn và nâng trong preen thiệt đó và cái chấm ranh và thua được bao tầng lai đó nghe cái này dừng dừng làm phi thăm mà chết và thăm mà chết sắp tới chấm ranh tầng à chấm ranh tôi chưa tiếng chấm ranh tôi chưa preen đồn chấm ranh tôi chưa sang cái đấy là sang preen cứ nộp bát sớm mất đó và nộp bát sớm mất để kết chế nhầm phi và và chiết trái để rộp liên cho nam học hỏi nữa. Này kì rộp khơi nhà chiết nâng hỏi kì do chùm ranh tôi chênh cho prên tôi chênh sáng ở dương prà. Và chứ. Và hãy chênh tôi chết đáy chênh cho xâm vật tặng lại. Chùm nay kháng phô chết ra ba dưỡng vì tôi chùm ranh tôi chứ. Chùm ranh tôi chênh prên đồn. Này chùm ranh tôi chênh mía, tôi chênh đáy đồng bây tôi chênh sập. Và tôi chênh sập đấy nữa. Và tôi chênh sập ra xâm vật đây chứ. Và nhiệt nhuộm thật lọc sẽ đạp hay nế, sau khi xa mà nế cứ lúc thua đầm nào thuốc bân bát mật thua, cứ thà lúc cà thò đầm nào. Nè, dàng đàm với nhiệt nhuộm và dương miền tay nhá, một vị tế mà đào vót cà thò bật đá ấy. Chẳng nế, nè riêng ca chứ, nè riêng ca tốt tay, sạc ra bùa chia thoai vô ống nế, dương cà thò bật đá, cả nào dương miền tay nhá vì chà là nạ khởi. Và sắp tế thò nó chung với dương. Và sau khi xa mà nế, lúc bị chà là nạ đá tam, Israel tới khi nhạc xe bằng hô bằng lại tức là bằng lại tức vì cái lại muối tôi cái lại muối tôi bằng chô xe đấy lúc chấp đầm nhân tài nhà cờ làng thả nhạc xe ai bằng chia tức là vì bằng lại là tôi tam bằng lại nó tôi đào tức đáo ôi kết nó tức bình xe là đầm bây nhạc xe nó ôi lọ dàng nà mến là chết rồi bà thầm ai nâng và chết rồi bà thầm ai nâng cua tê tầm rong xùm ruột đầm bay ở chất nó bị trăng cho tàu cá ở đây giảm mạnh, tàu cá ở đây giảm mạnh, cá ở đây giảm hòn, thì nếp bay nhà lục bị chà na cá lăng chứ nữa, lục đã tiết khinh chiên cá lăng, và chiên cá lăng chớ, cầm phong tay cá lăng đom rồi tê, và đom rồi tê, hay lục bị chà na tha, chớ đom rồi tê nó bị cá đầm pi chớ, chẳng nữa, là cá đầm pi chớ đã chiên chớ nó cắt, và cắt dọc một dọc chớ để miên khâm đứng. Và dọc một chăng, dọc một chriết, dọc một á, hay dọc một cái lăng, tôi chỉ đông, tôi chỉ con mu rồi liên, gọi là sơ mụt đó nữa. Hay đà lộ đứng kịp chà ra nà tha, chết rồi bác bốc cơ, chết rồi bác thơm ánh. Muốn đồng bốn cứ vía ả rê cà râu chứ, dân mình á. Này dân rõ thay chứ, ị ạc nguyên sơ mạ thí á nữa. Này chết ạc sơ mạ thí nó cứ chết đè chọp dùm bẹt đôi ca mà cun, ca mà chanh chá. Này chết chọp dùm bẹt đôi phía ba chá khăn sầm ba kêu cà rốt. Và chất thay nửa mưa thác chư chỗ thuyên thập sáng áp
ອັນຈັ່ງເຕົ້າອຸດໄຈະກົກໄຈານັ້ນຈິດລອຍ à râm tôi chia sẻ mà thí và đời pra sẻ mà thí đầm bây đồng ngọt nâu niu rồi nạ thọ khánh đấy lô cắt nâu cương kể lẽ thằng lai và đời ca vị cha là ná nâu vị pa sẻ ná nà rứa sẻ tê bật than thằng buôn chịa đàm khánh đấy lô dốc ca vị cha là ná priếp thiếp nâng thông mà chết priếp thiếp nâng ca nghĩa khẳng cao nâng dốc mốc nà priếp thiếp mô vị cha là ná nâng phô chết bảo bảo lô rồi hốt ba lô ແລະបានសម្រេចអរហត្តផលក្នុងប្រជញ្ញ៧ព្រះវស្សាប្រាំពីរឆ្នាំ và sầm lăng bờ nộp cá nữa nè bị cha ra na nộp cá và cá đó cứ lúc bây giờ này dân pi cô sáu và vậy nộp đồng cô sáu lúc bây chia ấy nè chia rúp bạc tiền mồi nè bạc cá đó chia rúp bạc tiền cứ đại dân miền tức chết nước lực đạo quân bà tân trai hải và ban riết chom bạc cá đã sầu ó đầm bay bù chia đạo bà tân trai và dân hãy đào nguồn đồng vốn về Phật ca sẵn là o và dân bố chia đào Phật Phật là Phật Thọ Phật Sông. Hãy coi mô Phật ca nâng bằng tăng đôi dư tê nè Phật ca nâng nâng sụt nâng sụp bốn nâng kriêm cỏ tơ và đôi mô phẩm phí ở vây vây tầng ó vì chia thông ở chiết đào thật nộp nông sầm biết ở tiệp bố này anh đi chả ta thó cứ mần tiền thế gà nè anh đi chả ta thó cứ prae prua tầng ó đôi nhôm tầng ó chân nế là lâu đứng đầu xa, đầu xa đấy, và đầu xa, đầu anh em đọc cho năm từ một tiền lớn đấy, lâu thọt ruột và lâu lột thọt ấy, nè, là cứ bên trái da thọt ruột ấy đấy, chầm năm ấy, là thọt một nẹt mùi tuột tới đấy, hay đọc làm cho năm từ một đọc cho năm từ một tiết mới, thọt một đàm tiết, bè khó pí, đọc cho năm cả lòng từ hơi nè, mong pí ấy, nè mong pí ấy, mong pí khăn thằng phàm nâng ấy, cứ thật nộp đồng tài lạc thọ tầng bấy anh này chăng tục kháng ở nạ ta. Khởi nhôm đó. Và đối chứ này hãy lục bà rò hòn nâng cứ lục bàn vì chả nà khơi nấu tài lạc thọ nâng chắc chú bác chắc thư lưu nộp người sạch chá. Hãy bà rò hòn xúc khai bác sạch nâng lưu bình chạc tiết đó. Lục bàn chia bà rò hát tập hóa và lục chắc thư lưu nộp người sạch chá. Chắc thư lưu nộp đồng tài lạc tế lục và mình ai sầm đai phần dơ prab nã đặt tây bàn thế nhận nhớ mất đôi chia và tây dựng phuột giống nết bàn này ta lục lục mình bàn là ta sầm đai phần dơ thọ a ấy bọc bài ấy thế và dựng phần té lục o nâu kiện lại hời hãy đọc ra ra hòn đại bàn sầm đai nâu chiên a phình nhia và mùi nứng cứ chia ra ra hòn đại lục miền quân ở thọ khăn cây làng thiết đấy đại lục miền tây nhà các phòng po lục miền và tiếp phải chạm khô và miền bờ nét tiếp là so tập tiếp ba là so tập tiếp lộ miền là từ chiết năng tiếp tiết che to bờ nhiên là vị chia và lục đăng chất là được tây tiết và người ta chấm non đám thì khu a ra hán lục đăng và lục đăng chất nhôm mò vọt và nhôm mò vọt năng miền chất và nhôm pin chất năng thọ ấy và lục đăng ấy và tia sa giấc đăng và đăng thành chất được bao nhiêu nâng kinh pi a chất được bao nhiêu nâng chân pi a đạp a nè chẳng nói chuyện to bao nhiêu nào bị chia nâng nè hay chậm này thằng má ắt đăng đây nè ắt đăng thành nhiều nâng kinh pi a thêm một đăng một chất ắt đăng nè ắt mai chất được tê đó nè và tê ta mà đang cầm một thịt bẩn nâng đó nè và bây giờ đấy para hòn để áp phi nhiên lục đăng và lục đằng hãy phục về nơi vía sa nô ste vị chiết cứ lục rồi lực nơi chiết rồi ba lục và ban và chỉ cho anh chiết tiệt và hãy lục đằng nô lục đằng nhiên rồi ba lục để o nô a sơ va và
kêu tầm ram chiết đầm và áp nhiên nữa và áp nhiên nó cứ prai nhà đặc cây lên và lục miền prai nhà đặc cây lên hay prahon đại ban đâu bậc đế sam bậc tiệt buồn nưng và miền áp tháp bậc đế sam bậc tiệt cứ lục prai nhà bậc đế sam bậc tiệt nó cứ prai nhà và prahon nưng lục triệt nấu và triệt nấu hết và cướp bậc cả triệt nấu xích đầy cướp bậc cả và đại cả là hai tên nữa và tham ma bậc đế sam bậc tiệt và prai nhà và lục triệt nấu phật cướp bậc giang tưởng và hãy niệm rốt tế bậc đế sam bậc tiệt cứ bà rõ hòn nâng lục truyếp cho bà nâu nì rốt tệ bò nì rốt tệ phía xa lục ai xâm đánh tụ sạp phía xa nạc sọc nì nạc phía xa hân đi phía xa nạc Sri Lanka phía xa nâu đồng bọn ná cứ lục dơ lục truyếp nè bàn chìa nhiệt nhôm bòi sát ná chè phía xa chờ nâng nâng vía dương miên nì rốt tệ bà đà và chẳng hai thị buôn và thì muốn hào ta và để phiền nạp và để xăm và tiền nâng prai nha rồi bỏ lục miên prai nha chứa vây bân và sọc giang khăn cây lên đồng ca xâm đen này dưới prap ẩm bí thọ à nà mùi đập phút bỏ sạch đôi chân hãy chăng bình chạc thá nục nông và rõ hôn mùi bọn phì rơi hà sập ổng nâng cứ sát tê chia và rõ hôn đá chia ê hê phì khô tiết và chia hê phì khô bán nâu áp hình nhía nâng phải đi xăm và tiền buồn và giang mấy ao ta ehe phì khô nè ehe phì khô nè nè cùng chờ lòng ta ehe mà má nè và ehe mà má nó phải ta nè thuang ri nè nè ehe chô mò rồi cả bột ấy mà má bột to nè cô nó bảo thật thà quật chô mò phần ta ehe phì khô nè nè sự điên chân đá mòm phí ehe nè ehe nó làng thuang ri nè và bột phút đời chìm chá nè nè vô chiêm cháu tí hoa ta nguyên ốp bà ni say giang khăn cây lên đại bổ rô nè bổ rô đại nguyên ốp bà ni say ở tí hoa ta đôi lục hạt và đôi lục than đôi lục say đôi lục vi ra chân nế và nguyên ốp bà ni say đọc cây lên và chắc lá và nâng đo nô ốp bà xa mà tía nâng bàn xâm rạch phở đôi chân này hỡi đôi chia bà xa rây bốt nâng bà mô cơ liến và nâng cư chia ê hê bì khô nế và phần xa mà xa mà phụt ông trông miền phụt thạc đi ca ta ế hệ phì khô và ế hệ phì khô ế hệ phì khô nâng phải là thuang rì nát ế hệ chô mộp nè ế hệ chô mộp nè đại lưu tiết nâng đấy ế hệ chô mộp phần đấy đọc về nạc lá kì riêng môn là cốm kì dọc bà lấy ế hệ mà mạ nè ế hệ mà mạ nâng dù ông cháu nế lá kì dọc bà lấy nâng dù mộp bà nè kì dọc mộp bà đặc sân nè pro bà sợi sợi đặc sân này pro đặc sân này sợi sợi anh nhớ nữa và đại chúng đó mò là bò anh chồ mò ê hê mà má chồ mò nhom chồ mò rọc nhom là anh nhớ nữa anh nhớ ê hê mà má và bà lời những ê hê nó phải là chồ mò chẳng nữa và bây giờ này ê hê là và ê hê là bột tỏ nữa và ê hê ê hệ mà nó cứ đã chia cô nó bảo thật thà có tập văn rì nát phì khô mà nêu phì khô chẳng nó tập văn rì nát ê hệ chô mò đôi chân nét bà phút ở chìa mình chá bà ông miên phút ở ca chẳng cứ chô mò nó cứ biết thà chô mò nó cứ xâm rách ô bà xăm bà thịa căm nó chia phì khô thầy mà nó bà ban chia phì khô nó cứ sọc nó có anh miên tay dì vò sạp miên bàn sạp gật là đôi chia phí khô đẹp vua mùi rơi bà vô xa nâng đồng hồ bì thăm ở bát bàn là dê dạng bởi chân ánh nhôm nâng và ê hê phí khô đang là dê bàn xích xa đưa các bàn sạp nộp nóng bì thi bọn mìa cái bùi chia và ê hê phí khô nâng bàn này ta mùi bọn bì rơi hà sập ổng nâng cứ sật tê chia ê hê phí khô tặng o chẳng hẹn xôn nhật nhôm phút bòi sạp chứ riêng cả lại nâng cân nông thang ai bình bò rơ mây khai miệt nâng phải xăm ma xăm phút bảo ông trông phải chung nâu xa lịch bát để bàn lược làng nâng cứ chia ca phê vừa liệt để bảo ông lược làng nâu chí bạp tùm lọp thò vị nấy đôi chờ ra ta thăm một đình chân và nâu cầm bí rưu cả thò á đầm bay tuôn miên tuyên bảo đau đau phì khô tàng lại và bảo phì khô tàng lại hai phì khô tàng lại nâng lực nôm thò vị nấy để bảo phải xăm ma xăm phút nâng tự pro nâng tự sắp sai đau chờ miên nâng chân cực và mà giật khan tầng ơ và mình bốn cứ xâm đánh tên nước đông vọt vì lưu văn đề và nội tì cửa và rì chì cửa và
ក្រោយមកភិក្ខុទាំងឡាយនឹងលោកពំនាំនៅថវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកទៅផ្សាយទៅតាមជនបទដតីដតីទៀតបើអញ្ចឹងអវត្តពាក្យថាអវត្តតបរិមកបើដែលយើងបានស្វាធ្យាយតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអវត្តតបរិមកបើហើយអវត្តតបរិមកនឹងប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គ បាទឲ្យទៅលោកត្រាស់ដឹងគឺលោកសំដែងអវត្តបរិមកហ្នឹងអវត្តបរិមកហ្នឹងចែកចេញជាពីរបទណាចែកចេញជាពីរបទមកពីរអវត្តទាំង១បទបរិមកខាន់ 1បទបាទអវត្តទាំងហ្នឹងប្រែថាម៉េចបាទអវត្តទាំងហ្នឹងប្រែថាដំបួនមានប្រែថាទួនមានប្រែថាព្រៀនប្រដៅបាទពាក្យព្រៀនប្រដៅទួនមានអប់រំគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺហៅថាអវត្តបាទហើយបរិមកហ្នឹង ពរិមកនឹងចែកចេញជាអនាបរិមកចែកចេញជាអនាបរិមកផងអវត្តបរិមកផងពរអវត្តបរិមកនឹងគឺជាបរិមកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែមួយដងគត់ក្នុងពេលដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ធរមាននៅពរិមកនឹងគឺបើយើងប្រែសັບនឹងប្រែថាធម្មជាតិរួចចាក់ទុកពមុខៈមុខៈណាបរិមកនឹងមកមុខៈ ណ៎មកពីមុខៈគេផ្លាស់អ៊ូទៅជាអបាទដូច្នេះធរការបរិបត្តិនាំឲ្យរួចចាក់ផុតនៅសេចក្តីទុក្ខកាលណាសពសត្វទាំងឡាយវិខោទាំងឡាយនឹងបរិបត្តិនៅអវត្តយើងរួចចាក់សេចក្តីទុក្ខរហូតដល់ប្រណិព្វានអញ្ចឹងនៅប្រណិព្វាននឹងដល់អនាបរិមកគឺបរិមកដែលសម្ដែងរៀងរាល់កលៈខែណ៎រៀងរាល់កលៈខែញាតិញោមដែលឃើញណា បាទដែលឃើញណាដែលឃើញថ្ងៃពេញបរមីពេញបរមីខែដាច់ហ្នឹងកលៈខែហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកសម្ដែងសូត្របាទបរិមកបើអនាបរិមកហ្នឹងរៀងរាល់កលៈខែនៅសិក្ខាបទបើភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងមានសិក្ខាបទ200បាទ200ម៉ានហ៎ហ៎បាទមាន220ម៉ានណា220ម៉ានពលត្រូវហ៎ ចុះពីខ្លួនឯងមានសិក្ខាបទប្រមាណណា314បាទបាទ314ណា314សិក្ខាបទបាទដូច្នេះហើយសិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុនេះនិងរបស់ភិក្ខុនឹងហៅថាអនាបរិមកបាទអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយបរិមកទាំងពីរនឹងខុសគ្នាបាទអវត្តបរិមកគឺជាបរិមកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅថ្ងៃពេញបរមីខែមាឃសង្ខេបមក ក៏សង្ខេបដែរបើបងនិយាយទៅពុស្សដាអបរិមកអវត្តបរិមកហ្នឹងសង្ខេបមកអវត្តទាំង៣យ៉ាងហ្នឹងបើញោមញាតិខ្លះចាំមកទៅណាបើចាំមកទៅឥឡូវហ្នឹងណាឥឡូវចាំថាតាមទាំងអស់គ្នាណាអវត្តឥឡូវបើចង់ថាម៉េចបើនៅក្នុងឱកាសយោបើឱកាសយោបើណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សានៅក្នុងឱកាសយោទៅមានហើយបើឥឡូវចាំតាចាំថាតាមអាត្មាទាំងអស់គ្នាបើ សពបាបសអកម្មណំកិរិយាមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងកុសលៈសោកុសលៈសោបសម្បទាកិរិយាបំពេញនៅកុសលកិរិយាបំពេញនៅកុសលសច្ចតៈសច្ចតៈបរិយោទេបណ្ណំកិរិយា សម្អាតចិត្តអោយបរិសុទ្ធបាទឥឡូវមើលសោតតាធម្មិចឲ្យចាំកន្លែងហ្នឹងទៅណាមកយប់នេះក៏តែចាំគៀបចាំអវត្តប៉ុណ្ណឹងទៅតសពបាបសអកម្មណំកុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោទេបណ្ណំអេតាំងពុទ្ធានសាសនំអញ្ចឹងណាចាំមើលសពបាបសអកម្មណំ កុសលសោកុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោបរិយោអីទៀតសច្ចតបរិយោព្រះប៉ុណ្ណឹងព្រះប៉ុណ្ណឹងអេតាំងពុទ្ធានសាសនំសាសនំមើលសោតមើលចាំដែរលើកមើលសោតតិចមើលហ៎ហ៎ចាំដែរបាទ បាទអានេះអវត្តបាទគោលខ្លឹមសារ៣យ៉ាងបាទដូច្នេះយើងមកកាន់ពុទ្ធសាសនាបាទគេសួរយើងតើគោលពុទ្ធសាសនាព្រះបដោយ៉ាងម៉េច
Nà cái xua nè, anh đang chia goal of Buddhism. Ta 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 goal lưng nè, ta nà ta vô phút đời chìa mình cha. Nà goal lê phút sát sản á, miên ô vạt phẩm mạt dàng. À dân chăm đồng nắng nè, nà lấy chăm bà lê dân nè, sắp bà 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 sạc kà rần nắng, kê rìa mật phương nôn bơ báp, tầng lai tầng phương, cô sở la sô bà sạm bà tía, nà kê rìa bùm bênh nô cô sơ. Nà tầng lai tầng phương, sẽ chết tạp bà rìa tạp bà nắng, kê rìa xâm át chết ở bàn bòi sật. Nà dân chăm bà nè, phút sát sản á, bà phút sát sản á, priên bà đau, đau sân khép đê. Bà bà nì dây tư sát á, ô vạt tầng bây nắng kư nô khu nóng, bây đọc thằng bây đồng đồng thơ phẩm bây mơn buôn phòn thơm mà khán nè phụ chúm nó có năng ô vạt thằng bây năng và ô vạt thằng bây năng đấy và bà này ta nè sắp bà 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 sạc kè rần năng kê rì gia mình phương nôn phụ bạp thằng phương nó có năng ấy nó có năng bây đọc ấy nó có năng prea vì này và nó có năng prea vì này nữa và có sở lạ sô và xăm bà tía kê rì gia bằng bình của xó nó có năng sô tăng ta bây đọc sách chất ta phá rời nhóm phá rời nhóm sách chất ta phá rời nhóm ta phá năng kê rời gia sập át chất đại bàn bòi sất cứ nục nóng áp bị thơm mà bị đập và nhộp nhớ nế áp bị thơm mà bị đập ở với đây thua ở chất sát bòi sất nà ở với đây nhăn chất tội lỡ nà chất lỡ chất đặc rắc chất riêng rìa chất sập bái chất chân nền nít chất chân nền ấy cứ nục nóng áp bị thơm tặng ơ nà đôi chân hãy ca sức xá và xâm khăn ná và đại dương ban đông nô ô vạt thằng bầy giang nê và ô vạt thằng bầy giang nê nê và hay ca sức xa và kháng phô chất nà ban đi ta ca sức xa nô cầm phương đi sức xa đi ban lực lăng hạng đông chân và ba đại gia tịt thó hay ca ba đi bát kháng phô chất và thua giang mít đồng bây đồng ngọp và nô chất đại chọp đại lô phạ thô sa mô hát ta dương tô đồng ngọp giang mít ba đi bát giang mít tiết và dương nê và chất trở nên chuyện đi phía ba nâng giang mây tiết trâu ọp rùm trâu thua giang mây đôi chân này hãy sân khép đó nục đồng ca bà rịt bạc nâng cả nà dân ban sức xa nục đồng bà rịt giác đôi chân hãy và ta tổ miên sớ sơ mạ thích nâng vị bà sơ nà tiết tớp bán và bà đi vết và tớp bán sầm rách nục đồng thố đại nhiệt nhu phút bà sát bà xong tầng lại nâng sức xa riêng sốt và dân sầm khánh nâ đôi chân hai con ông miệng bùi chia để dân ban xích xa đầm bay rụm lực và nô ô vạt tầng bầy giang hai con ông miệng bùi chia này tiết và ông sừng cắt con từ lỡ khăn tay tho tiết nhau nế và khăn tay bà rầm măng tập to tay tay khả ba này ta xích tay ọt thôn nâng chìa cương tập bạc thọ đỏ đồng và các ban sầm rạch nô pran đập tiên có một ông phí khăn tay tho khăn tay tho nâng chìa cương à lăng ca nè vô nế khăn tay thon nó chỉ cương ở lăng ca rồi bỏ nặng phải này nhiệt nhôm á và nhiệt nhôm sẽ đẹp bạc nâng là ở dân miền 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 bạc miền xe có xe đầy nâng hào đặt cương ở lăng ca còn đấy mình nên chỉ cương ở lăng ca rồi bỏ nặng phải tê và nó ná cái bạc bàn đây nè mình chạm bánh nặng phải tê nặng là ngông nặng phải đặt miền nặng rồi sẽ liệt bạc bạc ấy nâng miền bạc kêu con và tu sổ can ở xa đây là ở tầng ớt còn đấy mình nên chỉ cương ở lăng ca rồi bỏ nặng phải tê đời trước đấy bậc phụ đại chiêm cha phật ông trong sầm đanh thá bục cố chất và cái na khăn tế dân trong này diêm bị chết đó nhớ nữa và người ta chất rồi bỏ bục cố lên và đấy bậc thắp bục cố khăn tế đây mình treo đây đây chất rồi bỏ bục cố để miếng khăn tế thó cứ xịt đây ọt một và xịt đây ọt một mình chọp chìm pẹt cái nong à rắm để lục hạ xịt đây ọt một mình chọp chìm pẹt cái nong à rắm để bật tu sửa lại khăn kêu cọt và xịt đây ọt một nó có nong chất để lưng ngong bỏ ai vị chia cơ tình đọc chuyện đám nữa là sự đây ọt mất nục nông phiếp đau thì chết là chưa dự ốc rộp sạp đẹp dàng và dân nữa đôi chân hãy khăn tay thó bỏ ọt miền khăn tay thó tế mình ai ba rị bát là ban xâm rạch nấu thó na này mùi tế và dân nữa là khi nục nông Facebook ngày muốn cái sơ sơ lọ đó mà bà mưa mưa chôm đó kì ta nếu rồi nạ thó tầng pram đó vì chỉ hết nằm oi bẩn nốt soi bài nhà này 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 đào kích đấu với cha nát trâu mèn cái giấy mình trâu mình khó đó nè và người xem ta là ca ni vừa nạp kho tầng bám thu ở dưỡng soi ăn nô bài nhà nhiệt nhôm sạp bàn đấy cái này đó cho ni vừa nạp kho tầng bám nó về lòng nó về miền và ấy kia và miền thay là một thao thay cha nữa là ưu tiên là dưỡng chư dưỡng thuyền trọp dưỡng ấy dưỡng thơ mây riêng cát thường mấy mơ sắp hô cát mà mơ mơ người kênh nữa mơ mơ người đẹp đó nữa
và chẳng đâu mưa sập hầu mưa thò chẳng đấy mà làm bông ai chẳng tới nguy kiện đề tờ chẳng đấy còn đấy bờ mưa Facebook tờ lưu bà chẳng đấy và chẳng đấy và về miền chẳng đấy và để cho nó hay và sầm khăn đấy đấy là để dân bàn xích xa giật đừng làm việc hàng lâu chất và chất hay chia tờ sách và dân người ta chia tờ sách cả miền cổ sáu chia tờ sách cả miền ác cổ sáu vì lia vì nấu cho mùi đừng chặt và cả nà miền chất vì miền chia tờ sách là trên đôi chân chia tờ sách vì nấu ở sáu cho mùi đừng chặt dân á đôi chân hay ca sập bài đi kia chạp khá là bao nhiêu nhiệt phút bò sát dân đại cổ rốt bùa chia cái đồng miệng khách bùa chia nâng dân và dân thua nét đôi chất và chạp khá khăn gây lên phần đại tế cứ về mình toàn khinh ta chùm phố không ai dưỡng dân khinh ta cả bùa chia chạp khá nâng khinh gây lên và tam vô tam à ram đại tầng hai miệng khách bùa chia nâng dân thức ở khom đại phần tế dân thua tế khăn ông phê miệng bần và dân thua nông phê đề miệng bần nâng đôi chia nhóm cá nhân mà phiệp nhóm nhiệt dân tàu bật tiền đi được cả tàu bật tiền Sri Lanka dân sầm kết khinh ta Phật tử bồi sát Sri Lanka để căn bộ Phật tử sát sanh đó cứ cái bồi chia rui rui thế mình chấp đạo bốn này và vọt ở ram để miền bị sắc giam để chết đây địch vọt dân chứng rồi cả chết đây để đầm cầu prasari cái thiệt dân rồi cả Phật tử ba đề ma thông thông đó cứ phê lượng gì phê dục chứng và phê lượng gì phê dục đó cứ kỳ bộ bà tha bây giờ thu ba ram mà chết đây chứng có một nước rập quan rập mến và rập quan rập mến mà bùi chiền hãy khinh được biết cái bùi chiền nó cái chặt lá bà này ta cái tàu tăng vào đây tăng vào quân đêm nằng và đây tăng vào quân và hay tăng côn tiếp cái nam côn này nữa đôi chia là vạn đuôn miền côn bay chẳng đó và màu vọt chẳng vừa màu vọt hãy cái ôi côn nắng miền ca miền đây kia là dùng bùi chiền ca và dùng bùi chiền ca nữa và nấu Sri Lanka và hãy nấu Sri Lanka nó cứ mình miên bạc ca sát sát đôi dương bạc ca của la bạc ca ấy đôi dương đây cứ bạc ca phần lướt nữa và bạc ca phần lướt bạc ca rầm trong bạc ca chuộc nó cầm bàn lọ đi bạc ca chuộc không ai dương phở đôi chân ấy kiệt căn mật đông mật bạch vật bạch nó vô tới bè và cái phía kia đó kia mình bù chia tăng tồn đấy nữa kiệt bè bạc ca nó vô tới bù chia và đôi chân đọc nông chạy đây và đôi chia nước nông Kalyanay và Kalyanay chết đấy và Pel và Sia sẵn mong pi mong bay tới là Krom Tham và Yatra là bao dân từ Phật Thạc Sơn Trung Vinh nó cứ chân chia Sri Lanka nó cứ mô rồi đất rồi hốt và đôi chia và Can và Ca nó cứ kỳ sốt phong đôi chia và Ca nó tam chết đấy thoại hình cùng Presroj là hay Sri Lanka kỳ cửa rốt đôi chia đam phô thì prick tiệt và đam phô thì prick nữa đam phô thì prick chia bị xét đam phô thì prick đại chia chậm nay và đại bọc bị bật tiền đĩa đại bệnh miên sang khám một tá ban nằm bọc nữa nữa và hay crop đắm và đại miên ở dưới hốt đã rập bòn cho nằm chiêng pi bòn cho nằm mọc hơi và khi bôi chia nữa và bôi chia đam phô sợi tức đam phô tinh tích phần tế ca phía giang khăn cây lệ nhiều nữa và nhạc sĩ nhạc cụ thiệt vĩ tối ai khởi nhất nữa và cái ca phía kháng nữa đoàn phố thì bức đại chia rước côi đại miên đoàn cầm nó tăng phí đoàn phố thì bức mô phiền đĩa đại phụ ông trạng đừng nữa cứ nấu Sri Lanka nó cứ miên khơn ca phía và ca phía dạng tăng răng và ca phía dạng tăng răng và hãy mai phố thì bức đại phụ niên sang khám mưu ta để ban nộp dốc một đầm nâng cứ miền được giá ca chiêng phi bọn cho nằm nâng và đầm nâng cứ chiêng phi bọn cho nằm tầm hôm phai chia và kết tớ tầm hôm phai chia và dân kết tớ phải bày tắc nâu tới bày tắc bần nâng và bày tắc buồn tắc nâng thông và bần nâng chiêng phi bọn cho nằm vào khái và hãy đặt đầm phố để đo hầm phí cửa đại chai nhầm phí đầm phố rồi thông rồi hốt ba chẳng phí mệt và giống như đàm phô đại bệnh viên sang cái mức ta cái original ấy cứ nấu tầm hôm tầm phần nâng phần đêm mẹ cứ bỏ lại phải chia mà phay mẹ xăm sắp mẹ càng lơ đấy và bà xong bà trái xong và rê chạy ca rồi bỏ kê nâng cứ kịp tôl trô nâng sơ tệ đạch nâng cứ sơ tệ liệt miếng tiệt và cổ mê miếng tiệt nhiệt nhớ mất tao khinh o chán á
ក៏ឃើញអស្ចារ្យណាស់ហើយក្នុងពេលដែលពួកក្រុមព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទយើងទៅនឹងជាងទាំងអស់ 36 រូបក៏ហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងគេមិនអើយគេឲ្យមើលទៅពីក្រៅទេអត់ឲ្យឡើងទៅជិតទៅណាណាយើងធ្វើឲ្យអង្គមបូជានឹងឧទាហរណ៍ថា 4 ជើងសសរយើងហើយដល់ពួកទីពឹកនឹងនៅកណ្ដាលបាទដល់ពួកទីពឹកនៅកណ្ដាលនឹងគឺផ្នែកខាងរបស់សកបាសការនឹងបាទធ្វើឲ្យបង្គំនៅជុំវិញខាងក្រៅ ហើយគេអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃនឹងឡើងព្រះសង្ឃភាជាភេប្រាំមួយដល់អង្គនឹងឡើងទៅដល់ខឿនខាងលើខឿនខាងលើនោះគឺមានរបងព័ទ្ធដែលដើមពោបាទដើមពោទី Vâng tiên mà chết tự dàng nó kì ôi cho tiệt kì ôi tôi chết tiệt nè phần tế kì hào ta kì miên kì hào ta ôi an ở nhà pi ong và bàn pi ong là VIP đó và atma mà ong là cùng xem dân thiết mùi ong để đầm nang xong nó cũng đang xa ra tầm bệnh nữa bàn thì môn kì nôm tôi chết và tôi chết tôi tiếp đàm phố nữa tôi tiếp đàm sầm bọc phố tôi thoảng cốm bàn tôi thọt rụp ក៏បានថតរូបនៅបន្តអាត្មាមានសម្ដាងដែរនិយាយទៅណាមានសម្ដាងចាប់តែមានបុណ្យណាអញ្ចឹងគេថាមានសម្ដាងមានបុណ្យណាក៏បានទៅជិតបានទៅស្ទាបបានទៅប៉ះថតក៏ដល់កន្លែងដើមពោធិ៍ព្រឹកក៏ដូច្នេះហើយចង់បញ្ជាក់មកថានៅស្រីលង្កាហ្នឹងគឺការគោរពក៏បូជាគេមិនសូវមានសិល្បៈអីទេ ก็ให้สราเบียไอ้นៅตามផ្លូវตามไอ้อดมีนเด้บ่นึกក្បែរវត្តបើតតែលុកស្រានឹងកំបាំងទៀតចម្ងាយពីវត្តប្រាំរយម៉ែត្រទៀតបានបើថាលុកក្បែរវត្តអត់បានទេនៅស្រីលង្កាណាបើយើងនេះបើហ្នឹងគឺគេពុទ្ធសាសនាបានតែ60 50 70 60 70%ដែរណាប៉ុន្តែគឺការបដិបត្តិរបស់គេនឹងល្អណាភិក្ខុសុខមែនធ្លាប់នៅស្រីលង្កាទេ ថ្លំយើងនិយាយការខុសកន្លែងណាលោកសើចសើចហ្នឹងណាបើប៉ុន្តែត្រង់ថាការបូជាល្អមែនតើការបូជាទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងយាយទាំងតាទាំងកូនទាំងចៅទៀតមកថ្វាយបង្គំព្រះបើយកផ្កាមកបូជាទាំងអស់គ្នាទីចិត្តដីទីពោធិ៍ទីព្រឹកក្តីហើយថ្ងៃធម្មតាសោះដែលអាត្មានិមន្តទៅកាលទៅទទួលបើក្រុមងារបើនឹងផ្លិតយក ក៏ឲ្យដល់ថ្ងៃដូចជាបន្តពីនេះទៅដូចថ្ងៃទី2បងនិមន្តទៅកាន់ជើងភ្នំសមណាកោតបាទស្នាមប្របាទហ្នឹងបាទអាត្មាឲ្យញោមៗឡើងបានតែជា២៣ជើងហ្នឹងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺតែចាប់ផ្ដើមពីរសៀលរហូតបងនិយាយទៅ21 ម៉ោងបាទបើសត្វនៅឥណ្ឌាទាំងចាស់ទាំងក្មេងភាគច្រើនយុវជនទៀតណាបាទគឺតែឡើងលំដាប់ បើចាប់យើងមើលឃើញណាបើពួកអាត្មាតើនឹងឃើញតែមក3ម៉ោង4ហ្នឹងមនុស្សចេះតែដើរឡើងបើឡើងភ្នំហ្នឹងគឺកម្ពស់ម៉ានគីឡូម៉ែត្រលោកម៉ែនពីគីឡូហ៎ណាប៉ុន្តែយើងអាចឡើងបើស្គិតជាបណ្ដោយណាបើគិតជាបណ្ដោយវាមានធ្វើកម្មមានចម្ដើមានអីចឹងណាបើហើយជាប្រមួយគីឡូម៉ែត្របើហ្នឹងណាបើប៉ុន្តែបើយើងវាស់ភ្នំកម្ពស់ កំពស់ជាងគឺជាងពីគីឡូម៉ែត្រមែនប៉ុន្តែបើគិតជាបើតាមកម្មតាមចម្ដើតាមឡែនអីចឹងទៅឡែនឌីងអីចឹងទៅគឺតែរហូតដល់6គីឡូម៉ែត្របើដូច្នេះហើយមនុស្សបើមនុស្សឡើងក្តងមក24ម៉ោងហ្នឹងគឺប៉ាន់ប្រមាណជាកន្លះលានអ្នកបើកន្លះលានអ្នកបើឡើងហ្នឹងបើហើយដាក់ខ្លះហ្នឹងបើយើងធម្មយាត្រាពីខ្មែរពីអាមេរិកទៅហ្នឹងបើណែហើយលោកគ្រូណែ ដែលបានជោគជ័យលោកគ្រូអឿនចាន់នេះបាទនៅក្នុងវត្តមនីស្តាយើងមានអាត្មាមានគ្រូចាន់នេះមានអ្នកគ្រូធាវីលបងចាន់ស៊ីធឿនរបស់ស៊ីធឿនរបស់ចាំស៊ីធឿនរបស់ស៊ីណយបាទហើយនរណាទៀតអ្នកស្រីចាន់ធូហឹងហ្នឹងបាទគឺថាអត់បានឡើងដល់ទេបានជិតបានពី2ម៉ៃប៉ុណ្ណឹងណា ដូច្នេះលោកគ្រូអឿនចាន់នេះលោកតស៊ូឡើងពីម៉ោង5មកម៉ោង5សួរមកម៉ោង5ឡើងម៉ោង5កន្លះឡើងម៉ោង5កន្លះឡើងដល់កំពូលលីលើស្នាមប្របាទម៉ោង5ម៉ោង9យកម៉ោង5កន្លះបើលុកឡើងតែម៉ានម៉ោងតែ4ម៉ោងជាងទៅណា
ទៅបីផៃជាផៃ 4 ម៉ោងគឺដល់កំពូលលើតំណងទៅដល់ស្នាមទៅដល់ស្នាមរបាថ្វាយអង្គមណាដល់ថ្វាយអង្គមនោះវិញលុះពេញនឹងម្ដង ព្រះអង្គខ្លះឡើងញាតញោមខ្លះឡើងទៅដល់លើហ្នឹងចោទទៅណាផៃជាមួយរយម៉ែតពីរយម៉ែតហ្នឹងជិតដល់កំពូលលើប៉ុន្តែមនុស្សពេញនៅម្ដងព្រោះមនុស្សពេញព្រោះនោះពេញដូចកោះពេជ្រអញ្ចឹងព្រោះដូចស្វាកោះពេជ្រអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងព្រោះវាមិនចេញនៅម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅអង្គខ្លះហ្នឹងគុណសែមចន្ទធីក្តីអង្គយាយដល់សង្ឃសាលពីរនាក់ព្រោះគាត់អាយុ 70 ទៅតាសូឡើងហើយដល់ពេលអាចិតដល់នោះគឺទៅឡើងណែនដំណងហើយណែនក្តាន់ដំណងព្រោះហើយក៏ចោះទៅឡើងអត់ដល់មនុស្សច្រើនពេកព្រោះញាតញោមពុទ្ធវារស័កហ្នឹងគឺថាព្រោះអាត្មាឡើងមកពីអាត្មាធ្លាប់ឡើងដល់ម្ដងហើយព្រោះឡើងធ្លាប់ដល់ម្ដងហើយហើយដល់អង្គខ្លះណែឡើងពីម៉ោង 5 ព្រោះដល់ម៉ោង 1 បានដល់អញ្ចឹងហ្នឹងដល់តិចដល់តិចតិចតិចអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងព្រោះហើយបើលោកស្រីលង្កាដូចលោកម៉ែនហើយអ
30 đồng ấy. Lấy chiêng 30 đồng ấy nữa. Và đôi chân hay và khăn và cầm lăng lốp khmer khmer lại bây bọn chiêng đó ấy. Hay là thầm á, cả nó lăng bị mong đọc cái lăng giúp và đọc mong pram prick bàn bảo. Nghe mong pram prick cái lăng bàn bảo thua anh cung prea thua anh cung bọn sân nam bạc bạc đuôi cháy nó mong phụng bùi chiêng nó cho bị prick rồi hốt bà mong chít phi rồi xíu bàn bảo hốt thèm. Và bà phần nâng ấy, bà ấy chúa mới ớt em đó. Cái bà chúng công là thầm à, nó cứ việc đôi ớt ấy. Bà chúng công, bà đôi ớt à linh. Và bàn dân lực tì tì nâng. Và mình hiểu sạc thì đây tôi cầm lăng. Và tôi cầm lăng mò mà rích với nhân ấy. Đôi chúng này nhường như tôi bà sạc đằng lại nâng sạc. Và tôi thầm như tra Sri Lanka mà tôi cái đây phía tôi cái đây đó sạc lăng phần đông ấy. Chẳng đó lộc mẹ nâng lộc bàn US citizen. Nè, passport nó lụt nòm tao. Đôi chân này, rụm lực tha ca bùi chia chạp là rập bọn, bà sàm mà sàm phút sàm nàm rập bát cái đây, bà sà rô yê cái thiết cái đây, bà kê sạc thiết cái đây, bà chung công cầu cái đây nữa. Nè, ca bùi chia đầu tiên, đầu thuốc, đầu bà ca phía, đầu sạc đầy chạp là rập bọn nhiều nhiệt vượt bà sạc tăng lái, ôi tìm miết sạc đầy chạp là bà ban bôn ban của sao giang khăng cây lấy. Hãy ca bùa chia nó cứ miền phì giang. Bà Amis bùa chia mối, thông mạ bùa chia mối. Thế nấy. Amis bùa chia ban đào là vấy. Amis bùa chia ban đào ca bùa chia bà ca. Phì tiên, bà chừng hân. Ê cực sọc bạp giang tầng ơ. Bà hãy rùm lực mối tiết. Rùm lực mối tiết. Lột bà gái thua lộ đoàn ta. Bà tế sợi lăng ca. Cứ cả na. Cả lành na để miền bà xa rơi thiết nâng nâng. Và miền bà xa rơi thiết nâu vọt ná, nâu chất đầy cả lành ná. Cứ bút tập bòi xa Sri Lanka nâng kê riêng chóng chẳng hẳn. Và chẳng hẳn á, đằng vài prea nâng. Đằng vài prea nâng cứ ta kê miền krom miền đi ta. Nà uôn nạ cả miền, đập nạ cả miền. Và hà sập nạ ấy cả miền đấy. Bà này ta kê thuai, đằng vài prea nâng riêng rõ thằng ngày. Và bê thằng ngày trắng. Thuai đồng vai prê. Hay đọc bê rô xía thuai tích phê rửa cha tiệt. Nè. Và nâng đôi chân này dân cua thì dọc tám á nè. Và nè vọt dân dù dù bàn mò bàn đón á. Bàn dân bọn mò bùa chia nè. Và đôi chân này nô sri lăng cá cứ ôi tiền miên và xa rơi cái thiết cứ thuai bùa chia ra thằng ngày. Và chân người ta dân nô khoa. Nè cua chân ní kích giang mấy lần nữa nè. Và khang mô và xa rơi cái thiết. Đôi chân này cái chạc thả dàng khăn cây lấy nè. Chúng tôi hỏi ta bị thịt bùa chia. Và mì sợ bùa chia nè. Thầm mà bùa chia bị bàn lực lòng chân cư ca sầm đành thơ. Mà dây thơ bàn ịt bạc thơ. Và xích xa nô bà thơ đứng hào ta thầm mà bùa chia rùa mớ. Và bùa chia tầng phi giang nè. Và nục nông cầm phi mang cơ lập tiếp bà đi. Bàn chàng thá phút tập bò sát nè. Ở ba sọ ba sạc nè. Đại miên sở thiê chạc thả. Nước đau và xa ma xa mất tôi chia vào ông bình một tiếng hơi cả đấy. Cả bùa nó, cả thua nó à mì sợ bùa chia nó cả bán bôn à này xong đối. Cả đây vào ông trông thọ rộng miền nâu. Nè, cái này nó xâm khán đó nế. Nè, dầu lấy phì rộng sẽ đạp bàn đấy cái này nó. Hả? Cái này nó à sạp ấy, mấy cái vi mấy á. À lâu thơ ma bình dầu tích cái này nó xâm khán nè. Đại dân dầu đó cứ sẽ bài chất tùm đoàn, sẽ bài chất tham ấy.
Thái chất tập bác phí rôn nè, nè, hay chất tập bác nè, nè, chúm ôi ảnh liên lý á, ảnh ní á, ảnh lại sẽ tới nè rì thamay thamay nè, nè rì thamay thamay. Trong đời dây ta chất tập bác bục khô, chất tập bác dương mà đẹp mà nè, tăng là thamay cái đấy, thằng nhôm nhôm thằng ọ cái đấy. Và miên chất chất thá nâng bà sâm ma sâm phút, miên chất chất thá nâng cút nây bà sâm ma sâm phút. Hơi cỏ ban, chất chàng, nấu kriêng sắc kỳ đạc bùa chìa miên bà ca kỳ đây, miên tức ọp kỳ đây, miên chẳng hăn kỳ đây, miên phê thị cha kỳ đây, kỳ đạc bùa chìa nấu cún bà sàm ma sàm phật. Nè, giờ sẽ bài chất rì kìa vậy đó. Nè, mà mình thua tập tăng đập bây lùm ọt đấy, kỳ đạc bà ca nấu cơ nông áp thấm là tà rùa bà tiên. Và rùa bà tiên nâng kỳ đạc tiên để dương ôi nấu rùa. Và ôi nấu rùa đôi chìa bà ca phì kỳ đây kriêng. Ây tặng lại để dân bàn khơi nữa. Hay cả miền chạch ra khá chóng dọc rút tặng lại nế, phá ca tặng lại nế. Bố chia đọc cun và tặng nạc trái. Bà này ta chạch cho bọc bộ con á, đại riêng kia chạch ra khá nữa. Nên bọn ấy bàn phơ dàng nế, bố chia dàng nế. Rồi mang bàn bọn bàn ăn này xong đôi. Cả và xa mà xa phút bọn khuôn nâu chân. Nè, khuôn nâu chân nế. Giờ lấy chàng thương chùi bình dội bà phóng nè. Nè, giờ trả vào đây. Nè, cái này nó xâm khăn á. Hay là dân dơ tớ, dơ tớ cơ thế. Thua bà kia chẳng hạn, bùa chia đa prê, bà phút bà thò bà sáng nè. Ở đây dân mình sẽ đầy trả khá. Cứ bàn bên anh ấy sáng dàng khăn cây lên. Đối chia, bà xa mà xâm phút bà ông trông thô rồi miền nâu. Tân tế ca bùa chia nô à mi xa. Bà kriêng bà ca phí bài tức nôm nay chùm nay chùm nọc rút bài bàng tầng ớ. Bà phút mình ở dân plek nô thâm à bùa chia tê. Và thăm một bộ chía miền này ta, ca bộ chía cổ rút nâu bật thơ. Và riêng thơ, trâu riêng thơ, đập bật thơ, phì cha là nà nâu thơ, ba đệ bạc nâu thơ. Nói cả ná, Phật tử xa xin ích tương lai, mình riêng thơ, mình cổ rút thơ, mình ba đệ bạc nâu thơ tế. Ai thua ơi bởi Phật tử xa xin ích, bỏ thật thà cột nâng rôi riêng, nà sạp xôn tờ, đôi à sấy, Phật tử bòi sạp tặng buồn nâng ná. Nè, đôi chân mà phép xâm đánh thọ tế xuân á, thả cả làm mong đấy, đôi chua nế, và đôi lê, và bên này bên nọc là tớ nế, rùa mọc, nọc nóng miệng các bùa chia trong bình chóc, nâu à mi sợ bùa chia, nâng thăm mọc bùa chia, đằng phì giang nế, xôn bình chóc thọ tế xuân á, tại bà nè, muốn nâng bình chóc nâu vật thọ tế xuân á, nhưng mà cao ná xôn bùa mai bùa mô, nâu bùa nhà cửa sau đằng ọt đề cơ tầm phì xích đầy chia thật là đọc bao nhôm nhiết tầng lai để bàn thuê miệng cái bùa chia. À mi sợ tiên nằm thăm mà tiên nế xô mà tự bân cửa sau thuai đà bà cụ ưu bà chia thăm mà chua tớ. Xên bùn xong phòng tăng cụ bạc chê cực bà ông đằng ọt phòng tăng. Miệng đà bây đà chị đôn chị ta nhiết đề ca tăng bà bùa sạch nà để bàn chạy thàn tớ xô mà lúc nạ đầm miền cung tầng lai nô tờ tư ơ à nà mô tờ nế. Phiếp phòng cửa sau phòng bân nâu bân miệng cái bùa chia nế hay cả xô mà kên bân cửa sau nế đà bà xong cực bà ông đà nhộn nhiết phút bà sạch đằng ọt cực rút. Xôm bàn bà cọp bà bò tăng pramaka cư ở dụ văn nạ sụt khá bà lạc bà đề phiền nế. Sạch đây bà thật đà bà đông sẵn bạc tăng bây sẵn bạc bà nô sẵn bạc tiền bà nà riêng niệm bà hốt. Đào pran đề phiền xôm bàn sẵn bạc đô sạch đây bà thật nà a giang sang khê tê nạ sàm mạc tá ca sẵn đành bà thọ tê sẵn nà. Sẵn là mọt chọc đô sạch đây sẵn khê tê bà nà anh ê văn.